Dân kinh chí cú sa la căm măng cách tắc băng kỳ ri dân ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti ra sê su gắt tăng ca tăng dê sạch ta sanh nhi nộ ạch thi dê sạch chát chát sạch ta a sanh nhi nộ ca tăng buôn nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha hoạn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng định năng buồn nhà pha lăng ma già về cha tắc tha na cha nan tí đề qua gần tòa ni huệ đăng sắp bề lô cầm hi về sắp ta chi quan pa ha ra hệ tu ca ma nhuận năng phổ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta xà ti phước căn con đạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu may có người làm phước được rài đại đế hiện nay khắp chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng con chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ còn quá nhiều thì giờ dạ nết ta xin đọc cái bài kinh Tam Thập Độ ạ. Iti bi so pha ga wa da na ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa da na u ba ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa da na ba ra mat tha ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa si la ba ra mi sam ban no ti bi so pha ga wa si la u ba ba ra mi sam ban no ti bi so pha ga wa si la ba ra ta ba ra mi sam ban no ti bi so pha ga wa kham ma ba ra mi sam ban no Iti bi so pha ga wa net kham ma u ba ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa net kham ma ba ra mat tha ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa ban nha ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa ban nha u ba ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa ban nha ba ra mat tha ba ra mat tha ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa quy ri ta ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa quy ri ya u ba ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa quy ri ya ba ra mat ta ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa khan ti ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga wa khan ti u ba ba ra mi sam ban no. Iti bi so pha ga khan ti
ba ra mát ta ba ra mi sam ban no e ti bi so pha ga wa sắc cha ba ra mi sam ban no e ti bi so pha ga wa sắc cha u ba ba ra mi sam ban no e ti bi so pha ga wa sắc cha ba ra mát ta ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ra wa a đức tha na ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ra wa a đức tha na u ba ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ra wa a thích tha na ba ra mắt tha ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ra wa metta ba ra mi sam ban no iti bi so pha ga wa metta u ba ba ra mi sam ban no iti bi so pha ga wa metta ba ra mat ta ba ra mi sam ban no iti bi so pha ga wa u ba kha ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ga wa u bệ kha u ba ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ga wa u bệ kha ba ra mat tha ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ga wa đa sa ba ra mi sam ban no I ti bi so pha ga wa đa sa u ba ba ra mi sam ban no i ti bi so pha ga wa đa sa ba ra mat tha ba ra mi sam ban no dạ ngài vẫn chỉ đưa vào dạ nãy ta xin đọc thêm bài kinh từ bi ạ. Karani yamatta kusale na yang tang sang tang ba đằng avisamicca sakho uchu chesu uchu chesu vacho chat samuyo anati mani sang tut sakho cha xuất pha rồ cha ấp ba kịch chồ cha sàn la hú ca quýt tí sàn tình ri dồ cha ni ba cồ cha ấp ba gấp hồ cú lề su ananu gích thồ na cha khút đằng sa mà cha rề kinh chi về na huỳnh nhô ba rề u ba qua đầy dùng su khi nô quê mi nô hòn tu sắp bệnh ta ta hoàn tu su khi tắt ta về kề chi bà na phù tắt ti ta xa qua tha qua ra qua ana qua xê xa đi kha qua về ma anh ta qua mạch chi mà rạch xa ca anu ca thù là địch tha qua về qua địch tha về cha đù rề qua sầm tí á quý đù rề phù ta qua sầm phá quê si qua sập bệ sạch ta phá hoành tu su khi tách ta na ba rồ ba rằng ni khúc bề tha nhà tí mình về tha cách tha chi nặng cành chi già rồ xa nà A ti kha sân nhà nành nha mình nhặt sa đúc ca mít chày giá ma ta gia tha ni dằn bụt tăng a du sa ê ca bụt ta ma nu rắc khê ê quăng bi sắp ba phù tề su ma na sằng phà qua về a ba ri ma năng mệt tình cho sắp ba lộ cách mình mà na sầm và qua về a ba ri man út thằng a thô
cha ti ri dành cha a sam ba thằng a về rằng a sa bát tăng tịnh thằng cha rằng ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa tát sa vi la ta mít thô ê tăng sa tịnh a đích thầy gia brahma mê tăng vi hà rằng ý tha ma hô địch thình cha anu ba gầm ma xì la hòa đắc sa nề na sâm bàn nô ca mê su vi này ya ghê thằng na hi cha tu gặp pha xây dân bu na rê tì tì Dạ, Mata đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, Mata xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính cảm ơn cô Mát Ta đã lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới ạ. Hôm nay sao con cũng không biết là tại sao mà Sư Trí Đức cũng chưa vào nữa. Bây giờ con cũng không biết là mình sẽ sinh hoạt như thế nào. Bây giờ dạ con, dạ có ai cầm mic không ạ? Để con gọi thử, con liên thạc lạc thử với sư, cơ sư có trả lời điện thoại hay không. Dạ con mời đạo tràng cô Kim cầm mic giùm con nha. Hay là cô Khê Ma, ồ cô Meta, dạ sa thú cô. Dạ gửi mic lại cho cô ạ. À. Dạ, xin cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Meta xin cầm mic để cho Nguyên Trang gọi điện thoại sư coi sinh hoạt như thế nào. Mà sao Meta thấy là sư của Quynh Kinh cũng chưa vào nữa. Dạ, Meta xin có cần cô Nguyên Trang có cần Meta trả mic lại không ạ? Dạ, nhưng mà sao chưa thấy Huynh Kinh vào nữa? Vậy thì Meta xin trả mic lại cho Nguyên Trang nha. Có được không? Để cho Nguyên Trang gọi điện thoại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ hôm nay là giờ của chú Kinh đúng không ạ? À? Dạ nếu à, đúng không cô? Dạ cho con hỏi thăm là hôm nay là giờ của chú Kinh hay là dạ đúng rồi, vậy hôm nay là giờ của chú Kinh. Vậy để con liên lạc thử. Tại vì đúng rồi hôm nay giờ chú Kinh nên để con liên lạc thử chú Kinh coi chú Kinh có nghe không à. Dạ con xin xuống mic nha. Con nghĩ chắc hồi sáng con nghĩ chắc chú Kinh quên hay sao. Dạ con xin xuống mic. Dạ mời đạo tràng có thể cầm mic sinh hoạt trước ha để con liên lạc thử. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hôm nay không biết đạo tràng của chúng ta như thế nào, mà sư thì cũng không có vào room rồi Huynh Kinh. Hôm nay là tới ngày của Huynh giảng dạy Di Diệu Pháp mà Huynh cũng không thấy vào. Không biết như thế nào đây, thôi để chờ Nguyên Trang gọi điện thoại như thế nào.
không biết hôm nay trong đạo tràng chúng ta quý vị có đã không? Hiện nay thì cũng đã sẵn sàng, đã coi lại bài và cũng đọc bài để chào Vinh Kinh vào, rồi mình trả bài. Nhưng mà sao thấy Vinh Kinh hôm nay, thường khi thì Vinh Kinh á vào sớm lắm, mà hôm nay thì tới giờ cũng không thấy, mà sư thì cũng không vào luôn. Dạ Nam Mô Bích Thầy á, dạ con liên lạc được rồi cô. Dạ con mới gọi được rồi. Ông thầy hôm nay ngủ quên, trời ơi thắt nát, ở Mỹ mà còn thắt nát ngủ quên nữa. Dạ con nghĩ chắc chú Kinh sẽ vô tới bây giờ à. Dạ con trong khi chờ đợi chú Kinh vô, dạ không biết là có ai cầm mic không ạ? Đó là Tâm gì? Đó là Tâm gì? Tâm gì dạ học online, nghe học online chat trên màn hình, thấy học online chat trên màn hình hoài nhưng mà chưa bao giờ nghe giọng hết. Đó, là không biết cái này là Tâm gì nữa. Cái Tâm gì mà giờ ngủ còn chưa dậy nữa, ngủ à. Dạ. Dạ cô á. À, cô Kim có chiếc máy không cô? Dạ mời cô Kim cầm mic hay là dạ mời quý vị cầm mic. Nguyên Như có chiếc máy không? À, cầm mic chia sẻ một chút xíu trong khi chờ đợi chú vào ạ. À. Tạm chờ đợi. À, đang bật điện thoại ra. Dạ. Dạ đúng, dạ. Dạ con mời Nguyên Như nha. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Rồi Nguyên Như bị rớt ra khỏi rồi. Nguyên Như đâu? Ủa Nguyên Như nữa rồi. Nguyên Như sao giơ tay không thấy cầm mic Nguyên Như ơi. Rồi gửi lại cho Nguyên Như nha. Mô Bố Thầy Dạ Nắc Mô Thầm Mài Dạ Nắc Mô Sàng Khai Dạ. Dạ con kính lễ cô Khi Ma. Dạ con kính chào đạo tràng. Hồi nãy Nguyên Như đang thấy cô Meta cầm ở trên cái phone của Nguyên Như đó, thành ra Nguyên Như nghĩ là bị kẹt nít rồi mới chạy ra rồi chạy vô cái gì. Dạ. Trời ơi thầy giáo hôm nay á ngủ ngon ghê nha, trời chưa vô nữa trời. Nguyên Như tính chia sẻ một chút xíu quý vị á, là thường thường á mình đi tu có nhiều người á là đi tu giống như sư Giác Nguyên nói á, là mình đi tu cái kiểu móc bọc hay là mình đi tu kiểu đổ rác đó quý vị. Quý vị còn nhớ cái đó không? Đi tu cái kiểu móc bọc là mình đi đâu mình cũng mót hết á. Ồ hôm nay học được thêm này, ngày mai học thêm này. Cái gánh của mình đó là nhiều rồi, mình đi đâu mình cũng cục đá nào ở trên đường đẹp á, rồi có màu gì là mình cũng thấy đẹp, mình bỏ vô cái gánh của mình làm cho nó nặng thêm. Còn bữa nào mình định vô mình học á, là mình học cái gì để mình bỏ cái gì á, thì mình đi tu kiểu đổ rác thì mình mới nhẹ lên phải không gì. Nếu mà mình học được một thời gian mà mình thấy cái người nhẹ nhàng, mình bỏ được nhiều thứ, nhiều cái tư trang, hành trình đó thì mình nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình học một hồi mình thấy mình thành ông này bà kia rồi tới luôn rồi đó. Là từ một gánh lên thành hai gánh. À, cái đó là nhớ sư Giác Nguyên hay nhắc nhở đó. Thì mình nghe là cũng để cho vui thôi, mà mình thấy cái đó nó cũng hay. Khi mà đổ đó thì mình, nếu mà mình đổ trật một cái thì mình tiếc một chút thôi, nhưng mà thiệt ra nó cũng nhẹ. Còn khi mà mình lụm vô á thì cái lụm lại đó, cái lụm thêm đó thì lúc nào nó cũng chắc chắn là nó sẽ nặng, đương nhiên là như vậy rồi. Với lại
là khi mà mình làm cái chuyện gì mình học hay, mình học được điều hay lẽ phải hay cái gì đó, cái đó là một chuyện hoàn toàn khác với cái chuyện mình làm được. Giống cái chuyện mà mình làm được, mình nhảy lên khỏi cái mặt đất của mình đó, rồi những cái nghiệp lực, những cái của mình hồi xưa giờ trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó cũng quấn theo mình, nó cũng lại trì mình xuống, và nó có một cái hút lực rất là mạnh để mình làm những cái chuyện bất thiện. Theo giống như cái kỳ đó ngài nói, khi mà mình làm một cái chuyện thiện nó thiệt ra nó đơn giản hơn là một cái chuyện ác đó. Chẳng hạn như mình mua một cái con chó, một con gà, nói con chó thì hơi ghê quá, mình mua con gà hay con cá đi, mình về mình làm đồ ăn đó, thì nó sẽ cực khổ hơn là mình ra ngoài mình order một tô hủ tiếu với lại một ổ bánh mì mà mình ăn, phải không quý vị? Order cái mà làm được rồi mà không có bị sát sanh, mà tại sao có nhiều người lại cứ tối ngày đi sát sanh rồi làm này làm kia? Nhưng mà lúc lúc đó có nhiều quý vị, nó đâu phải ai cũng dễ như vậy, đâu phải ai cũng có tiền để mà đi mua bánh mì ăn, mua hủ tiếu ăn. Nhưng mà người ta phải làm đau, phải giống như là đi kiếm cơm, người ta phải đi làm giết cá, giết gà để mà người ta nuôi cái mạng người ta, không có phải thoát ra được đâu, rất là khó. Thành ra quay trở lại cái đó cũng nó mang chất lượng hơn hả? Thành ra những người ta thì phải làm như vậy đó, mới thấy được là cái sức hút của cái nghiệp lực á. Giống như nhiều người mà người ta làm những cái chuyện mình đứng ở ngoài thì mình rất là chê, mình cứ nghĩ là mình khi mà mình nhìn người ta mà mình nói vậy á, có nghĩa là trong cái tâm của mình á, nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm vậy. Chẳng rồi sư phụ thiệt vô rồi, dạ chào huynh kinh, ngủ ngon. Xin nguyên trang lên thỉnh pháp sư đi, thỉnh chậm chậm thôi nha, tự vì pháp sư còn đang chưa tỉnh giấc lắm. thành ra nguyên trang đọc chậm chậm thôi chứ. Ráng đọc chậm chậm thôi nha, sa thú lần thai. Mời MC. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ cô Khê Ma. Kính chào chú Kinh. Dạ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Đâu có đâu chú, mình học là 4 giờ rưỡi bên Mỹ. Bây giờ mình đổi giờ mà chú. Trời ơi. Đổi giờ rồi. Nguyên Trang đọc 20 phút. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam pu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam pu tha sa nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa Thamma de sa na ya chana ga tha Brahma cha loka thipati sahambati katanchali antivarang aya chatha Santi thasak Tapparachakkhacatika deise tu thammang anukambimang bacang Sak thamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham afitham Machammang Ako tayanto chatusak chadandang pappo thanaye barisa Yamatche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng đạo dạy đời, nhóm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có 5 thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng,
thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây, con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh chú kinh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho đạo tràng cho chúng con học bài học ngày hôm nay bi diệu pháp ạ. Và kính mời bàn tay của chú kính dâng mít lại cho chú ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sát Khai. Dạ, lễ cho Bụt Tăng kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ mà, alo. Dạ, sorry, nó vô trễ xíu. Cứ nhớ nhớ. Dạ, 5 giờ học, học nổi lại, nó tùm lum. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Na mô ta sa pha ya va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Na mô ta sa pha ya va to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamattulam sasattham maganuttamam avivadiyapasissam avithammattasanghaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sát Khai. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta học xong phần tâm duy tác dục giới tình hảo, đúng không ạ? Giờ chúng ta vô tới phần một cảnh giới mới, chúng ta qua cảnh giới mới và là chúng ta sẽ đi vào phần tâm đáo đại. Thì khi đi vào phần tâm đáo đại này, chúng ta đọc lại sơ lần nữa về cái tiếng Pali của nó. Thông báo nói đến cho quý vị biết là lớp mình là lớp Vì Pháp chứ không phải là lớp Pali nha. Thành ra mình post lên Pali để mình tập đọc theo để mình biết vậy thôi, biết được cái Pali, cái chữ của những cái loại tâm nó như thế nào. Hôm nay mình có thêm phụ thêm cho nó giống như thêm chút mắm muối hương vị cho nó được thơm thôi, được hấp dẫn ha. Vì cố gắng tập đọc theo cho nên cũng đừng quan trọng quá. Còn nếu mà thắc mắc gì đó vô qua lớp Pali của sư Trí Đức mà kiếm chuyện nhỏ. Rồi xin mời quý vị lên đọc lại sơ lược về cái tiếng Pali để mình có được thêm cái phước báo. Cảm ơn. Hết con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin xuống phong đọc trước. Tâm đáo đại Mahagata Chitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới Rupa Vachara Chitta. Hai, tâm vô sắc giới Arupa Vachara Chitta. Tâm sắc giới Rupa Vachara Chitta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới Rupa Vachara Kusala Chitta. Hai, tâm quả thiện sắc giới Rupa Vachara Vibhaka Kusala Chitta. Ba, duy tác sắc giới Rupa Vachara Kiriya Chitta
có 5 loại tâm. Một, tâm thiện sơ thiện, bá tha mắt chà ná cú sa lá chích tá quý bà cá cú sa lá chích tá kí ri giá chích tá. Có 5 chi: tầm tứ phỉ lạc định, quý tắc cá, quý trà ra, bi tí xú khá, ê cắt gá ta. Hai, tâm thiện nhị thiện, rú tí dách trà ná, cú sa lá chích tá, quý bà cá, cú sa lá chích tá, ký ri giá chích tá. Có 4 chi, tứ phỉ lạc định, quý trà ra, bi tí xú khá, ê cắt gác ta. Ba, tâm thiện tam thiện, chà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có ba chi: phỉ lạc định, bi tí xú khá, ê cắt gác ta. Bốn, tâm thiện tứ thiện, chát tuất chà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, ký ri giá chích tá. Có hai chi: lạc định xú khá, ê cắt gá tà. Năm, tâm thiện ngũ thiện, banh chát chà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, ký ri giá chích tá. Có hai chi: xả định u bách kha, ê ca ta. Dạ, mẹ ta xin hết. Mẹ ta xin nhưng mà mít lại cho người kế. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sau lớp không ai giơ tay vậy thôi Nguyên Như xin cầm mic tiếp ạ. Dạ, Nguyên Như xin trả bài tâm đáo đại. Má hắc gá tá chích tá có hai nhóm loại. Thứ nhất, tâm sắc giới, rù bá vá chá rá chích tá. Thứ hai, tâm vô sắc giới, á rù bá vá chá rá chích tá. Tâm sắc giới, rù bá vá chá rá chích tá có ba nhóm. Thứ nhất, tâm thiện sắc giới, rù bá vá chá rá chích tá cú sa lá chích tá. Thứ hai, tâm quả thiện sắc giới, rù bá vá chá rá quý bà cá cú sa lá chích tá. Thứ ba, tâm duy tác sắc giới, rù giá chích tá. Có 5 loại tâm. Thứ nhất, tâm thiện sơ thiền, bá tham mắt trà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có 5 chi: tầm tứ phỉ lạc định, quý tắc khá trà rá bì tí xuất khá ê cách cá tà. Thứ nhì, tâm thiện nhị thiền, bú tí dách trà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có 4 chi: tứ phỉ lạc định, quý trà rá bì tí xuất khá ê cắt gá tà. Thứ ba, tâm thiện tam thiền, tá tí dách trà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có 3 chi: phỉ lạc định xuất khá ê cắt gá tà. Thứ tư, tâm thiện tứ thiền, chá tuất thấp trà ná cú sa lá chích tá, bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có 2 chi: lạc và định xuất khá ê cắt gá tà. Thứ năm, tâm thiện ngũ thiền, bành chách trà ná cú sa lá chích tá, quý bà cá cú sa lá chích tá, kí ri giá chích tá. Có chi: xả và định ú bách kha ê cắt gá tà. Dạ, sa thú, Nguyên Như xin nhường mic cho người khác ạ. À.
giá, Nam Mô Tham Mà giá, Nam Mô Sang Khà giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào huynh kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài Tâm Đáo Đại. Tâm Đáo Đại Maha Gat Tá Chít Tá có hai nhóm loại. Thứ nhất là tâm sắc giới Rūpā Vācchārā Cittā. Thứ hai, tâm vô sắc giới Arūpā Vācchārā Cittā. Tâm sắc giới Rūpā Vācchārā Cittā có ba nhóm. Thứ nhất là tâm thiện sắc giới Rūpā Vācchārā Kusala Cittā. Thứ hai, tâm quả thiện sắc giới Rūpā Vācchārā Vibhākā Kusala Cittā. Thứ ba, tâm di tác sắc giới Rūpā Vācchārā Kiriyā Cittā có năm loại tâm. Thứ nhất là tâm thiện sơ thiền Pathamacchana Kusala Cittā Vibhākā Kusala Cittā Kiriyā Cittā có năm chi: tầm tứ phỉ lạc định Vitakkā Vichāra Bhīti Sukkhā Ekaggata Gata. Thứ hai, tâm thiện nhị thiền Duttichāhāna Kusala Cittā Vibhākā Kusala Cittā Kiriyā Cittā có bốn chi: tứ phỉ lạc định Vichāra Bhīti Sukkhā Ekaggata. Thứ ba, tâm thiện tam thiền Tá Chí Chát Hà Ná Cú Sá La Chích Tá Vi Bà Cá Cú Sá La Chích Tá Ký Rí Giá Chích Tá có ba chi: phỉ lạc định Bi Tí Xuất Khá E Cát Gá Ta. Thứ tư, tâm thiện tứ thiền Cát Tút Thá Chà Ná Cú Sá La Chích Tá Vi Bà Cá Cú Sá La Chích Tá Kiriyā Cittā có hai chi: lạc định Sukkhā Ekaggata. Thứ năm, tâm thiện ngũ thiền Pañcayāha Kusala Cittā Vipākā Kusala Cittā Kiriyā Cittā có hai chi: xả và định Upekkhā Ekaggata. Dạ, con đã đọc xong, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con Nguyên Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính chào chú Kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc, con xin trả bài ạ. Tâm Đáo Đại Mahakkhapacitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới Rūpāvācchā Rūpāvācchārā Cittā. Hai, tâm vô sắc giới Arūpāvācchārā. Sao đọc lộn ngoài ta? Hai, tâm vô sắc giới Arū
Vavacharachitta. 3. Tâm sắc giới. Để con đọc lại nha. Đâu mất tiêu, chạy đâu mất tiêu. Để con đọc lại. Sorry. Tâm đáo đại. Mahakata chitta có hai nhóm loại. Một, tâm sắc giới. Rupawaracha chitta. Hai, tâm vô sắc giới. Arupawacara chitta. Tâm sắc giới. Rupawacara chitta có ba nhóm. Một, tâm thiện sắc giới. Rupawacara kusala chitta. Hai, tâm quả thiện sắc giới. Rupawacara vika. Tâm quả thiện sắc giới. Rupawacara vipa kakusala chitta. Ba, tâm ghi tác sắc giới. Rupawacara kiriya chitta có năm loại. Một, tâm sơ thiện thiền. Pathapaccha na kusala chitta. Vipa kakusala chitta. Kiriya chitta có năm chi. Tầm, tứ, vị, lạc, định. Vitakka, vichara, bi tí, sukha. Ekakkata. Tâm thiện nhị thiền. Dutiyacchana kusala chitta. Vipaka kusala chitta. Kiriya chitta có bốn chi. Tứ vị lạc định. Vichara bi tí sukha ekakkata. Ba, tâm thiện tam thiền. Tayacchana kusala chitta. Vipaka kusala chitta. Kiriya chitta có ba chi. Vị lạc định. Bi tí sukha ekakkata. Bốn, tâm thiện tứ thiền. Chatutthaccha chana kusala chitta. Vipaka kusala chitta. Kiriya chitta có hai chi. Lạc định. Sukha ekakkata. Năm, tâm thiện ngũ thiền. Panchaccha na kusala chitta. Vipaka kusala chitta. Kiriya chitta có hai chi, xả định, upekkha, ekakkata. Dạ con đã đọc xong, con xin sám hối. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con cảm ơn chú, dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ. Chắc xin kính chào cô tu nữ Khema, Huynh Kinh và quý đàn. Lần trước không có biết nhảy vô, không có biết đọc cô tùm lum tùm la. Huynh Kinh tha lỗi nha, sám hối. Cái này đọc y chang giống vậy đó. Huynh dạy làm sao đọc theo giống vậy. Đừng để tâm vô để mình coi cái cũ á, cái cũ mà có sẵn cái kéo lên để đại dùng cái iPhone á. Cái ai mà để vô cái nó nhảy đi chỗ khác. Được rồi. Tâm đáo đại Mahagatasita có hai nhóm loại. Đọc lại nha. Tâm đáo đại Mahagatasita có hai nhóm loại. Tâm thứ nhất tâm sắc giới Rupawacharachita. Nhóm thứ hai là tâm vô sắc giới Arupawacharachita. Tâm sắc giới Rupawacharachita có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là tâm thiện sắc giới Rupawacara kusala sita. Nhóm thứ hai là tâm quả thiện sắc giới Rupawacara vipaka kusala sita.
Nhóm thứ ba là tâm di tác sắc giới, ngũ phá quá cha rá khí lý giá chí tá, có năm loại tâm. Trong đây có hi hi nói chuyện gì? Sorry, không có. Nhóm thứ nhất, tâm thiện sơ thiện. Phá thá mà chà ná khu sa lá si tá, quý phà khá khu sa lá si tá, ký lì giá si tá, có năm chi tầm tứ phỉ lạc định, quý tắc khá, quý chà rá, phì tí, su cá, ê khá gác tà. Nhóm thứ hai, tâm thiện nhị thiện, đu tí giá chà ná khu sa lá si tá, vì phà khá su sa la si ta ký ri giá si ta, có bốn chì tứ phỉ lạc định, vi chà rá phi tí su khá e khá gác ta. Nhóm thứ ba, tâm thiện tam thiện, ta ti già chà na khu sa la si ta, vi phà khá su sa la si ta ký ri giá si ta, có ba chi phỉ lạc định, phi tí su khá e khá gác ta. Nhóm thứ bốn, tâm thiện tứ thiện, chát tú thai à ná khu sa lá si tá, quý phà khá su sa lá si tá ký vị giá si tá, có hai chi lạc định su khá e khá gác ta. Nhóm thứ năm, tâm thiện ngũ thiện, phần cha cha na khu sa la si ta, quý phà khắc su sa la si ta, ki ri giá si ta, có hai chi xả định úp thích cá và e khá cách ta. Dạ, có trong đây hết rồi. Kinh tinh nói tâm không ổn rồi, sa thú tám điểm, ba số một. Vậy dạ, ai cho đọc chơi thôi. Dạ, nếu có sai hoặc cái gì thì Quynh Kinh chỉ dạy, còn xin Quynh Kinh vào quý vị đạo tràng được luôn an lạc. Hôm nay ở California, nhất là chỗ mình ở đó, mua liên tục từ tối hôm nay giờ, trời nước nhiều với sợ đại với sợ. Dạ xin trả mic lại cho đạo tràng cho quý vị kết. Dạ. Dạ thưa Lưu Nguyễn ạ, con kính đảnh lễ sư Tri Đức, con kính chào thầy Kinh và quý cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc bài, nhờ Liên Hoa bót bài giùm nhé. Tâm đáo đại, Maha Gata Chitta có hai nhóm loại, tâm sắc giới, Rupawa Chara Chitta. 2. Tâm vô sắc giới, Arubawa Chara Chitta. Tâm sắc giới, Rubawa Chara Chitta có 3 nhóm. 1. Tâm thiện sắc giới, Rubawa Chara Kusala Chitta. 2. Tâm quả thiện sắc giới,
rù bá quá chá ra quý bà cá cú sa la chí ta. 3. Tâm duy tác sắc giới, rù bá quá chá ra ký rí giá chí ta, có 5 loại tâm. 1. Tâm thiện sơ thiền, bát thà mát chà ná cú sa la chí ta, quý bà cá cú sa la chí ta, ký rí giá chí ta, có 5 chi. Tầm, tứ, phỉ, lạc, định. Quý tắc cá, quý chà rá, bì tí, sú khá, ê cá, gá tá. 2. Tâm thiện nhị thiền, đố tí, giá, chà ná, cú sa lá chít tá, quý bà cá, cú sa lá chít tá, kí rí giá chít tá, có 4 chi. Tứ, phỉ, lạc, định. Quý cha ra, bì tí, sú khá, ê các gá tá. 3. Tâm thiện, tham thiền, tá tí, dạ, chà, ná, cú sa lá chí tá, quý bà, cá, cú sa lá chí tá, ký rí giá chí tá, có 3 chi, phỉ, lạc, định, bì tí, sú khá, ê các gá tá. 4. Tâm thiện tứ thiền, chát tú thá già ná cú sa lá chít tá, quý bà cá cú sa lá chít tá, ký rí giá chít tá, có 2 chi, lạc định sú khá ê các gá tá. 5. Tâm thiện ngũ thiền, bàn chá già ná cú sa lá chít tá, quý bà cá cú sa lá chít tá, ký rí giá chít tá, có 2 chi, xả định út bác kha ê các gá tá, ê các gá tà. Dạ thưa, con đã đọc xong, con có sai, con nhờ thầy kinh sửa lại giùm cho con. Dạ thưa thầy, con mắt con nó không có thấy đường luôn á thầy, tại cái điện thoại nó nhỏ quá. Dạ con xin phép được xuống mic ạ.
Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Giá. Mai thấy mất nhiều người vậy, Thi An Lạc mà Thi Lâm mà rồi gì đó, Liên Hoa cũng đọc, Liên Hoa học Bali là cũng giỏi mà sao không lên đọc, làm sao? Vậy khi mình đọc cái Bali để ý lại xíu nha, có nhiều cái đọc cũng còn sai còn yếu nhiều ha, để ý xíu. Ví dụ như mình đọc cái chỗ Châu Nguyễn hãy đọc cái chỗ Tâm Đáo Đại ha, là má hách chứ không phải là má há ha. Chữ hai chữ âm hai phụ âm phụ á, hai chữ dê á, là mình cắt cái chỗ đó ra là má hách. Ra ta chích tá, chích tá chứ không phải là chi tá nha, chứ không phải là chi tá. Ra để ý mà má hách ra ta chích tá. Rồi Nguyên Trang biết này sao đọc đọc cái cả lòng hoài biết chắc cái tâm bị tâm thần bất ổn, lông sàng bất ổn. Đọc cho đúng lại rồi mấy cái phần tâm chữ mấy cái chỗ mà chữ phụ âm đắp đừng kép mình đọc để cho nó xíu thì là ba thăm mắt trà nó cứ sẽ chích tá đọc cho chắc như đó, mình đọc chắc xuống là mình lấy 10 điểm cái một ha, mấy cái đó mình đọc cho đúng. Lũ tí dách trà nó chứ không tí giá. Rồi có một cái thấy lạ cái chỗ là như, hỏi quý vị có vấn đề này sao, cái học bài rồi bài này học trước rồi ha, rồi giờ lên lại là thấy hình như không có chép lại hay sao hả, không có ghi lại xuống bài riêng của mình, không có copy lại hay sao mà lên là cái phải dòm trên bảng này đọc này. Mình phải có bài riêng của mình dễ đọc hơn. Xin mấy ta thì có, không biết mấy gì kia thì sao, thấy đọc cái lựa chuẩn không biết sao kỳ lạ. rồi sao thử. Quý vị nào mà không có chép xuống, mình nhớ mình chép xuống, mình chép xuống mình viết tay ra đó thì nó giúp mình nhiều cái lợi ích đó, mình viết ra mình được, mình nhớ đó. Hai số khác, mình viết ra cái mình nhớ được cái mặt chữ rồi mình đọc nó chính xác hơn, nó rất lợi ích. Khi mình đọc cái Bali này mình đọc đúng á, mình đọc cho nó chính xác thì giống như mình đã có đăng ký một cái trú xứ ở trên cõi đời đa loại đó. Quý vị có cái trú xứ đó thì chắc cứu ha, là phải đọc cho đúng, đọc đúng. Để mà có lên đường thì mình có chỗ mình ở liền ha, nhưng mà uổng lắm ha. Bali nó giúp cho mình có được cái phước báo. Thì mình cố gắng mình đọc cho nó, khi mà đọc á nhớ đọc, mình đừng nghĩ gì khác đó, đọc mình cố gắng mình đọc, tập trung tư tưởng mình đọc, mình quan sát về cái chữ, mình quan sát về cái âm giọng của mình, mình dùng tâm mình an trú thì mình nhớ. Trong đó mình không có bị lưỡng cận lưỡng cận, mình đọc tâm mình định tĩnh, nó được thêm cái phước báo nữa, và mình có cái tâm thuộc về cái tâm có một cái niệm, rồi cái chánh niệm thuộc về tâm thiện, hợp trí đàng hoàng ha. Thì đó mình vừa đọc Bali được cái phước Bali, mình được thêm cái phước về cái thiện pháp, cái thiện hợp trí nữa, thì nó rất là lợi lạc cho quý vị. Thành ra khi học pháp này, học giáo pháp này, cái lợi lạc trước tiên là lợi lạc cho chính mình, mình được sự an lạc nơi thân nơi tâm của mình. Nếu mình không chịu đọc, mình làm biếng đọc thì kiểu là mình mất cái phần phước đó thôi chứ không có gì hết. Thành ra chúng ta nên nhớ như vậy, khi mình vào cái học pháp mình cố gắng rồi mình tạo cái phước báo cho mình, bởi vì ba la mật của mình đó, tới giờ này mình còn ngồi đây, mình còn lang thang đây là mình còn yếu lắm, ba la mật mình còn yếu lắm, cho nên phải tạo trữ thêm được cái nào hay đó. Rồi về cái phần mà mình học cái này nè, quý vị, những cái phần học rồi đó là những cái mà chúng tôi đã trích dẫn trong chú giải này ghi rất là nhiều chỗ ha. Gồm lại thì khi quý vị đọc á, học xong á, mình về mình coi lại, mình coi lại, mình chiêm nghiệm. Ví dụ pháp là mình học không phải là chỉ là mình học suông vậy đâu, mà mình phải chiêm nghiệm, mình phải suy tư, mình phải suy xét qua vấn đề này, nói như vậy nó có cái gì bên trong, nó có ẩn tàng cái gì, mình suy nghĩ vậy đó. Thì khi mình hiểu được sâu xa đó, mình lên mình có được gần ai vấn đề đó, mình giải thích cho người ta được rõ ràng hơn. Còn nếu mình không có cái suy tư, mình không có cái sự mà dùng cái trí tư của mình đó, thì
mình chỉ dùng tiếng văn không thì cũng kẹt lắm, rằng mình không có hiểu được cái pháp nó sâu. Mình chỉ hiểu theo kiểu thuộc bài vậy, ha, giống như mình thuộc bài đó. Nhưng mà khi mà đụng chuyện thì mình giải thích không được, hoặc là chính mình cũng không có hiểu sâu được trong cái giáo pháp, đó là cái thiệt thòi cho chính chính mình ha. Cho nên cũng xin nhắc nhở lại chút xíu là chúng ta học nhiều pháp lợi ích cho cái tự thân mình rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta học cũng phải ngồi mình suy nghĩ dữ lắm, bởi vì ngày xưa đâu có thầy chỉ như giờ, giờ thì quá đầy đủ mà mình bỏ qua nó uổng lắm, rất là uổng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào học ha. Thì đầu tiên là chúng ta nói về cái tâm đáo đại. Quý vị có liên quan ghi ra giùm ha. Tâm đáo đại Mahatgatacitta. Mahatgatacitta thì tâm đáo đại có nghĩa là nó gọi là cái tâm mà đi đến một cái chỗ mà rộng lớn, thì gọi là đáo đại. Mahá là đại, Agatha là đi đến, lớn đi đến, tức là tâm đi đến một cái sự phát triển, đi đến sự rộng lớn. Thì có chỗ người ta không dịch đáo đại mà người ta dịch là tâm đại hành, hay là có chỗ gọi là tâm cao thượng, vân vân. Thì người ta dùng nhiều cái từ ngữ để người ta nói tới cái sự mà rộng lớn, cái sự mà to tát của cái những cái loại tâm này. Thì nói gì nói cũng là những danh từ tục đế, này những danh từ để chỉ tục đế, để chỉ cho những cái pháp chân đế. Cho nên khi mình học cái này mình phải hiểu theo một cách sâu sắc hơn, chứ mình đừng có dính mắc một cái từ nào để mình kẹt ha. Thì nói đại hành, đáo đại, cao thượng thì ta nói gì ta nói, nhưng mà mình phải suy nghĩ, mình hiểu cái pháp. Thì trong Pali người ta có ghi cái chú giải là ghi là Mahantang Gato Tí Mahat Gato Gato. Mahantang Gato Tí Mahat Gato. Tức là nó ghi, nó nói là tâm nào đi vào sự an tịnh rộng lớn thì được gọi là tâm đáo đại. Đó là trong Pali người ta có nhấn mạnh cái vấn đề đó, tức là tâm nào đi vào một cái sự an tịnh rộng lớn, tức là những loại tâm thiền, an tịnh là những cái tâm thiền rộng lớn thì được gọi là tâm đáo đại. Rồi thì theo tiếng Hán, thì chữ đáo, là nghĩa là đi. Đáo nghĩa là đi. Ngày xưa có nhiều người không hiểu, đáo là nó nói là quay lại gì đó, dịch tùm lum tùm la, nhưng mà thực sự tiếng Hán chữ đáo nghĩa là đi, là đáo Bắc Kinh khứ. Đáo Bắc Kinh khứ nghĩa là đi Bắc Kinh, là tiếng Hán. Đáo gia tức là đến nhà. Thì đáo nghĩa là đi. Rồi đáo bỉ ngạn, thì chúng ta hay nghe nói bên bên Bắc Tông hay nói đáo bỉ ngạn, mình hay nghe những cái chữ đó. Thì đáo bỉ ngạn là đi đến bờ kia, đi đến bờ giải thoát, thì là đáo bỉ ngạn. Thì như vậy cái tâm đáo đại là có cái ý nghĩa như vậy, mình hiểu rõ ràng về vấn đề này một cách thông suốt ha, chứ đừng lẫn lộn tùm lum. Rồi tiếp đến là chúng ta nói về sắc giới, tức là thuộc về sắc giới, tức là rupa vachara, là thuộc về sắc giới, là những cái chữ rupa vachara, tức là avachara, là những gì linh động lui tới thường xuyên hiện hữu. Rupa là sắc pháp, hoặc là sắc giới. Vachara citta là những tâm mà thường lưu chuyển, thường có mặt, thường hiện hữu trong sắc giới thì được gọi là rupa vachara. Thì chúng ta nên biết là rupa vachara citta là tâm, là những tâm thường lưu chuyển hiện hữu trong sắc giới. Được chưa, nắm được cái này không? Tức là khi mà ai nói tới cái tâm sắc giới thì mình phải hiểu liền đó là những cái loại tâm nó hiện hữu, nó có mặt trong cái sắc giới. Thì là mình hiểu nó là như vậy. Rồi giờ xuống dòng mình ghi là định danh tâm sắc giới. Định danh tâm sắc giới tức là định xác định cái tên của tâm sắc giới có ba cách.
một, lấy đề mục là sắc pháp để tu thiền, thì định danh là tâm sắc giới, lấy đề mục sắc pháp để tu thiền, tức là lấy những cái đề mục về sắc pháp là đất nước lửa gió xanh vàng trắng đỏ vân vân, thì lấy những cái đề mục đó tu thiền thì nó đặt là tâm sắc giới. Thứ hai, nhân sanh làm phạm thiên sắc giới. Nhân sanh làm phạm thiên sắc giới, tức là những cái tâm này là cái nhân để sanh cho cái quả để mà tái sanh làm phạm thiên sắc giới thì được định danh là tâm sắc giới. Rồi số ba là thành tụ quả sắc giới, sanh về cõi sắc giới. Thành tụ quả sắc giới tức là những cái tâm mà tu thiền đắc được thì nó cho cái quả sắc giới để sanh về cõi sắc giới, thì được định danh là tâm sắc giới. Rồi xa thấu. Rồi những dòng thêm một cái gì khác, về một khác ha. Tâm sắc giới gọi là tâm thiền có ba lý. Tâm sắc giới gọi là tâm thiền có ba lý. Hai chấm. Một, bám chặt vào một đối tượng duy nhất. Bám chặt vào một đối tượng duy nhất. Vì cái tâm nó chỉ có một đối tượng duy nhất thôi, chứ nó không phải như tâm dục giới là biết nhiều đối tượng ha. Tâm sắc giới nó chỉ biết có một đối tượng duy nhất, lấy đề mục nào thì nó chỉ bám chặt vào đối tượng đó, đắc thiền trên cái đó thì kêu là bám chặt vào một đối tượng duy nhất. Số hai, thiêu đốt các pháp làm chướng ngại cho thiền. Thiêu đốt các pháp làm chướng ngại cho thiền. Thiêu đốt các pháp làm chướng ngại cho thiền thì được gọi là tâm thiền. Những cái tâm này nó thiêu đốt tất cả những cái pháp nào mà nó làm chướng ngại cho thiền, cũng như là năm điền cái ha, thiêu đốt những cái đó làm chướng ngại cho thiền. Rồi số 3, kết hợp các chi thiền thì được gọi là tâm thiền. Kết hợp các chi thiền. Gọi là tâm sắc giới. Rồi, đúng rồi, đó là tâm sắc giới được gọi là tâm thiền bởi vì nó có những cái lý do như vậy. Mình hiểu thứ nhất là tâm nó bám chặt vào đối tượng duy nhất. Thứ hai là nó thiêu đốt các pháp chướng ngại. Thứ ba là nó kết hợp được các chi thiền thì được gọi là tâm thiền. Rồi, xuống dòng mình ghi là tâm thiện sắc giới. Rù bá quá chá rác cú sá lá chít tá. Tâm thiện sắc giới. Đúng ra cái tâm thiện sắc giới mình gọi cho đủ mình gọi là tâm thiền thiện sắc giới, thêm chữ thiền vô ha, hỏi chính xác nó đúng với cái tâm rồi, bởi vì cái tâm đó là cái tâm của những người đắc thiền mà, những vị đắc thiền, đã đắc thiền rồi thì được gọi là tâm thiện sắc giới. Thì mình gọi là ru bá quá cha ra cha ná cú sa la chít tá, tức là tâm thiền thiện sắc giới. Mình nói cho đủ luôn để cho mình nắm rõ được cái vấn đề ha. Thì đây nó có cái chữ thiền đúng đó. Bây giờ cái chữ thiền được gọi là thiền có ba ý nghĩa. Thiền cha ná được gọi là thiền có ba ý nghĩa. Thiền chữ cha ná biết có gì đó, ghi cho nó chưa? Ná thiền cái tiếng tiếng Bali mình đó thiền cái chữ a hay có dấu quyền ngang ở trên nha, chứ không phải viết vậy, tại mình không có cái phong viết vậy đó.
Rồi, được gọi là thiền. Có bảy nghĩa ha. Số 1. Tao ly là viết không được. Cái máy này viết không được. À, đó, nguyên như không biết sao viết được hay không. Bỏ vô gạch ngang đó. Cái này phải chắc phải mình phải download cái phong Bali xuống hay sao? À, iPhone làm được hả? Hay vậy. Ok, rồi. Gọi là thiền thì có ba cái ý nghĩa. Một, trạng thái tu luyện nội tâm đạt đến sự tĩnh lặng à, thì được gọi là thiền. Một, trạng thái tu luyện nội tâm đạt đến sự tĩnh lặng. Ý nghĩa thứ nhất á, rồi tức là một cái trạng thái mà mình tu tập, mình luyện cái nội tâm mình tu luyện đạt cho tới một cái mức độ mà nó tĩnh lặng, nó hoàn toàn nó yên tĩnh, nó an trú trong một đề mục duy nhất à, thì đó được gọi là thiền. Rồi ý nghĩa số 2, suy gẫm bám sát chăm chú mạnh vào đối tượng, tập trung tinh thần, đắm mình chìm sâu vào đối tượng được chọn lọc thì được gọi là thiền. Thì hiểu không? Suy gẫm bám sát chăm chú mạnh vào đối tượng, tập trung tinh thần, đắm mình chìm sâu vào đối tượng được chọn lọc. Tức là khi mình nắm được những cái ý nghĩa này đó thì mình đi vô thiền nó mới đúng ha. Tức là mình phải hiểu cho chính xác, tức là những cái vấn đề như vậy. Tức là suy gẫm, tức là một cái trạng giống như tầm ha, một cái tâm tầm bám suy gẫm về đối tượng đó, bám sát vào đối tượng. À, ví dụ lấy đề mẫu đất thì cái tâm mình nó suy gẫm, nó bám sát vào đối tượng, rồi chăm chú mạnh mẽ vào đối tượng. À, chăm chú thường chưa được, phải chăm chú mạnh mẽ vào đối tượng, tập trung tinh thần vào đối tượng và đắm mình chìm sâu vào đối tượng đã được chọn lọc à, thì mình nắm được những cái ý nghĩa này thì khi mình hành vô cái thiền chỉ mình mới hành đúng theo của nó được. Còn chúng ta mình ngồi mình hời hợt mình không có cái sự chăm chú mạnh, không có cái sự mà đắm chìm vào đối tượng thì mình không có khó mà thành đạt được cái thiền chỉ này. Rồi tới số 3, thiêu đốt các pháp chướng ngại, nivarana, thiêu đốt các pháp chướng ngại. Nivarana, thiêu đốt các pháp chướng ngại là nivarana, là chướng ngại, những cái chướng ngại đó. Đó tức là khi mà tập về cái thiền chỉ này nó có một công năng là nó thiêu đốt các pháp chướng ngại ha. Rồi mình xuống dòng nghe, mình đánh cái hoa thị đầu dòng nghe. Thiền sắc giới, vô sắc giới thuộc thiền chỉ tịnh samadhi thuộc thiền chỉ tịnh samadhi samadhi à, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thuộc thiền chỉ tịnh samadhi, hay là ta gọi là thiền hiệp thế à, gọi là thiền hiệp thế, tức là nó thuộc về những cái thuộc về hợp với thế gian, nó thuộc về nằm trong cái thế gian. Thì chúng ta thấy mình chia pháp ra tâm, mình tâm chìm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế à, tâm hiệp thế thì gồm tâm vô sắc giới đấy cũng nằm trong hiệp thế luôn hết á, thì như vậy được gọi là thiền hiệp thế. Đánh được chưa? Rồi xuống dòng à, chúng ta học về cái chữ định, định samadhi thì đã luôn samadhi
mà thế định định ở đây á, nếu vậy ở đây mình đang học về trong cái phần thiền, tại những cái tâm thiền thì chúng ta chỉ lấy ở cái phần thiện, lấy phần thiện nha, tức là định ở trong phần thiện chứ không có lấy trong phần bất thiện, bởi vì định là nó một trong những tâm sở, thì định tâm sở định nó có mặt trong cả tâm bất thiện nữa, thành ra đây chúng ta phải ghi rõ là định mở ngoặc lấy phần thiện, tức là lấy trong phần thiện thôi. Đi thêm đó để cho khỏi lộn mà nó thôi lộn xộn. Rồi có bốn ý nghĩa. Một, trạng thái, hai chấm, sự tập trung, xoay vần, bám chặt đối tượng, do bởi tâm và tâm sở tình hảo. À, mình nói rõ trạng thái của nó không? Tức là trạng thái của định là một cái sự tập trung, xoay vần, bám chặt đối tượng. À, mình phải tưởng tượng ra cái trạng thái đó là như vậy ha. Xoay vần bám chặt vào đối tượng do bởi tâm và tâm sở tịnh hảo. À, nhớ để ý, tâm và tâm sở tịnh hảo. À, những cái loại tâm thiền đó là như vậy đó. Rồi. Số 2. Đặc tính. Không tán loạn. Aladdin kia đằng thần nào vô nó đang biết. Ima Alamala. Đặc tính là không tán loạn. À, tức là cái tâm về cái định, tức là không có tán loạn, không có chạy nhảy, không có trôi nổi, thì đặc tính là không tán loạn. Phải định. Số 3, phận sự. Loại trừ sự hỗn loạn, phóng tâm. Loại trừ sự hỗn loạn, phóng tâm. Tức là phận sự, tức là công việc của định đó, là nó loại trừ cái sự hỗn loạn, là sự hỗn loạn đó, là nó quốc dân ha. Nó loại trừ sự hỗn loạn, nhưng sự phóng tâm. Rồi, đây số 4 là nhân gần. À, nhân gần là lạc, nhờ có lạc tâm được an tịnh. À, lạc, nhờ có lạc tâm được an tịnh, nhờ có lạc tâm được an tịnh. Thì như vậy cái nhân gần của định nữa là phải có cái chi lạc này, tức là mình phải có một cái trạng thái an lạc, cái thân, cái tâm mình nó phải được an lạc. À, nếu mà cái thân tâm mình nó không được an lạc á, thì nó khó mà đi vào cái vấn đề định được. À, cho nên cái nhân cần thiết là phải có lạc. Chứ cái tâm mình cứ bất ổn, nó cứ mông lung, buồn, hay là cái tâm mình nó khó chịu, hay là cái thân mình nó đau nhất, bệnh hoạn thì rất là khó mà đi vào định. À, thật ra những cái nhân cần thiết của nó là phải có lạc. Không có lạc không được, mình phải tập rồi. Mình phải để ý vấn đề này ha. Trong từ vấn đề ăn uống, vấn đề ngủ nghỉ, rồi vấn đề tâm lý và sinh lý, mình phải cân bằng, phải có một sự an lạc. À, khi mình tập như vậy thì nó mới dễ đi vào trong cái định được. Tại ra cái nhân cần thiết của định là phải có lạc, không có lạc không được. Alo, quý vị nắm được không ạ? À? Có gì, có nhanh quá không hay có gì không cho biết nha. Ok không? Ok không? Ok ha, rồi tiếp nha. Rồi tiếp là phân loại định. Phân loại định. Phân loại định. Dòng A. Một loại. Hai chấm. Dòng A. Một loại.
gom tâm và tâm sở không cho phân tán. Một loại, hai chấm, gom tâm và tâm sở không cho phân tán. À, thì được gọi là định, gọi là thứ nhất, gom tâm và tâm sở không cho phân tán. Rồi B, hai loại có hai thứ. À, hai loại có hai thứ. Này chấm. Một, định cận hành. Định cận hành thì cái chữ là, định cận hành là út cha rá. Định cận hành út cha rá. Và định an chỉ. Và định an chỉ. Nè. Định cẩn hành và định năng chỉ. À, Upchara và Appana là có hai, hai loại, có hai thứ. Định cẩn hành và định năng chỉ. Số 2, định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn định xuất thế gian là thánh đạo, thánh quả. Định xuất thế gian. Định thế gian, định xuất thế gian. Rồi. C, ba loại. Đấy là A1, B2, là C. Có ba loại. Ba loại có hai thứ. Ba loại có hai thứ. Một, số một hả, hạ, trung và thượng. À, là ba loại, là ba loại hai thứ. Và thứ nhất hạ, trung và thượng, hiểu này không? Hiểu cái hai loại ba loại không? Hiểu ha, ba loại là một cái thì có ba loại ha. Hạ, trung và thượng là có ha. Thứ nhất là thiền định, định bậc hạ, định bậc trung, định bậc thượng. Bậc hạ là mới chứng đắc được ha, mới đắc định được. À, bậc trung là phát triển và bậc thượng là được thuần thục. Thì nghĩa là mà định có ba loại, hạ, trung và thượng. Rồi số 2 là định số 2 có giới hạn, đại hành và vô lượng. Có giới hạn, đại hành và vô lượng. Có giới hạn, đại hành chứ không phải tại hành. Đại hành và vô lượng. Có giới hạn là ở cái trạng thái là cận hành định, thuộc về cận hành định thì kêu là có giới hạn. Ghi lại thêm nha, cận hành định là gọi là có giới hạn. Rồi định trong sắc giới, bộ sắc giới đó, thì được gọi là đại hành. Định trong sắc giới, vô sắc giới thì gọi là đại hành. Và vô lượng là bát là tám. À, là tám tâm đạo. À, được gọi là định và vô lượng. À, trong tám tâm đạo. Tám tâm đạo tâm quả đó. Tám tâm siêu thế thì nó dễ. Tám tâm đạo quả, bốn đạo bốn quả là ghi luôn vậy nè, cho rõ đi ha. Thì như vậy có giới hạn, tức là nó ở còn ở cái trạng thái là chỉ là cận hành định thôi, tức là nằm trong phần thuộc về dục giới, có giới hạn. Rồi đại hành đó, tức là vô định rồi, thì thuộc về định trong sắc giới, vô sắc giới. Và vô lượng thì thuộc về bốn đạo bốn quả, hoặc gọi là tức là siêu thế. À, thì như vậy là vô lượng. Rồi tới phần D, phải A, B, C và D. D là bốn loại hai thứ. Bốn loại hai thứ. Một, khó tiếng lâu đắc.
khó tiếng, mau đắc, là cái nhất là bốn loại mà khó tiếng, lâu đắc. Người tu khó lắm, khó tiếng được lắm, mà cũng lâu đắc nữa. Có người tu khó tiếng, khó tiến bộ, nhưng mà tới hồi đó mà phát triển được rồi thì đắc liền, à, mà mau đắc, khó tiếng, lâu đắc, khó tiếng, mau đắc. Rồi số 2 là dễ tiếng, lâu đắc, dễ tiếng, mau đắc. À, tôi cái tiến bộ dữ lắm, nhưng mà tới lúc mà vô cận hành định thì tới không có kẹt, không đắc được, phải tập hoài nó mới đắc được ha. Dễ tiếng nhưng mà lâu đắc. À, có người dễ tiếng mau đắc, nhiều ba la mật trong quá khứ chúng ta đầy đủ ha. Vô ngồi thiền xuống xếp bằng lim dim mà đếm 1 2 3 đắc rồi ha. Dễ tiếng mau đắc. À, biết mình thuộc loại nào, mình chắc vừa khó tiếng mà vừa lâu đắc nữa. Rồi tới số mấy nè, 1 2 3 4 A B C D, rồi tới E I, E tiếng Việt là E, 5 loại, 5 loại, 5 loại 2 chấm. Năm chi thiền: tầm, tứ, phỉ, lạc, định. Loại trừ 5 triền cái. Loại trừ 5 triền cái: tham dục, sân độc, hôn thủy, tạo hối và hoài nghi. Là 5 triền cái: tham dục, sân độc, hôn thủy, tạo hối và hoài nghi. À, thì 5 chi thiền nó loại trừ 5 cái này. Loại trừ 5 triền cái. Rồi. 1 tâm, tức là chi thiền tâm đó, 1 tâm trừ hôn thủy. 1 tâm trừ hôn thủy. Hôn trầm thủy miên đó. Hôn trầm thủy miên. 1 tâm trừ hôn thủy. 2 tứ trừ nghi. Tứ thì từ trừ nghi. 3 hỷ trừ sân. 4 lạc trừ trạo hối. 5 định trừ tham. 5 rồi, đó tức là 5 chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nó trừ 5 cái triền cái: hôn thủy, nghi, sân, hối, trạo hối và tham. Thì cái chi tầm á, tầm tức là cái sự mà áp đặt tâm đối tượng, tức là tâm dán chặt vào đối tượng ha. Giống như người ta thí dụ cái chi tầm này giống như là con ong, nó thấy cái bông hoa bay vô, nó bay sát vô, nó bám sát vô cái bông hoa, bay gần sát vô cái bông hoa đó. Thì cái chi tầm đó nó trừ cái hôn thủy. À, thì mình nói là khi mà mình bị hôn trầm thiếu miên là mình đã bị cái tâm mình nó bị rời đề mục rồi ha, tâm nó bị rớt ra ngoài khỏi đề mục, nó không còn cái tâm nữa. À, cho nên khi mà mình bị hôn thủy miên phải cố gắng mình tầm cái tâm mình, áp tâm mình vô đối tượng cho nó mạnh lên. À, thì khi mà mạnh lên thì cái tâm này nó trị được cái bệnh giả dự buồn ngủ uể oải ha, hôn trầm thiếu miên. À, thì chi tâm là khi đắc thiền cái tâm nữa, nó trừ dứt cái này không còn hôn thủy nữa. À, thì chi tâm nó trừ được hôn trầm thủy miên. Rồi cái chi tứ, tứ là quan sát, là giống như ví dụ giống như con ong tầm mà nó bay vô cái bông hoa, mà tứ thì nó bay vòng rồi quan sát cái bông hoa đó. À, thì tứ là một trạng thái là tâm sở làm phần sự là nó quan sát kháng khích cái đối tượng, và khi nó quan sát vậy nó trừ được cái nghi, không còn nghi hoặc nữa.
loại trừ cái sự mà phân vân lưỡng lự nghi ngờ thì cái chi tứ. Rồi cái hỷ khi mà có cái hỷ là thì đương nhiên là quan hỷ phấn khởi thì trừ được cái sự sân, sự nóng nảy, sự bất bình, thì hỷ trừ sân. Rồi hỷ xong là tới trạng thái lạc, lạc thì an lạc, trạng thái mát mẻ của tâm thì nó trừ được cái sự trạo hối, tức là phóng dật và hối hận, cái nối tiếc đủ thứ ha, thì cái chi lạc nó trừ được cái trạo và hối. Rồi định, và khi tâm nó được định trên đối tượng rồi thì tâm tham nó không sinh khởi được nữa, nó trừ được cái tâm tham này. Thì như vậy chúng ta thấy là năm chi tâm tứ phỉ lạc định trừ hung thủy nghi sân trạo hối và tham. Quý vị có nắm được này chưa? Để chúng ta đọc trong cái phần kinh Tăng Chi để quý vị nghe chút xíu nè. Có năm chướng ngại cái này, này các tỷ kheo, bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? Dục tham, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Sân, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thủy miên, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Trạo hối, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Nghi, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Là cái câu mà trong kinh Tăng Chi Đức Thế Tôn ngài dạy một cách rõ ràng như vậy, tức là năm cái triền cái này nó làm cho tâm mình bị yếu ớt, bao phủ che tâm làm cho tâm mình bị yếu ớt không. Rồi nắm được mà ai đâu hiểu không, cái gì nắm được chưa? Rồi xuống dòng hai loại thiền, hai loại thiền là thiền có hai loại đó, hai loại thiền. Một, thiền chỉ samatha, thiền chỉ ghi chữ là samatha là thiền chỉ hay samatha cũng vậy, samatha nó tiếng thiền chỉ, chỉ này tu là thiền chỉ thì samatha là hai chấm là đạt định và thắng trí thần thông, đạt định và thắng trí thần thông. Afinya là thắng trí thần thông. Afinya thắng trí thần thông. Thiền chỉ đó, samatha đó. Quốc gọi thứ nhất là thiền chỉ. Hai chấm đạt định và thắng trí thần thông. Afinya. Rồi số 2 là thiền, số 2 là thiền quán. Đúng rồi, sửa lại. Số 2 là thiền quán. Vipassana. Thiền quán là Vipassana. Này mình hay thiền hay nghe nhiều ha. Vipassana là thiền quán. Có chỗ được gọi là thiền minh sát, hay là minh sắc tuệ, hay là gì đó, nhiều chữ, dùng nhiều chữ ha. Vipassana là thiền quán. Hai chấm thiền này đưa đến đắc đạo quả, hay là gọi là đắc thánh quả. Chỉ có thiền quán này mới đem đến sự đắc thánh quả. Đắc thánh quả. Cho nên chúng ta phải nên biết cái thiền quán này không dễ gì mà chúng ta tập thôi nha, rất là khó, nó rất là tinh vi, bởi vì muốn thành thánh quả tức là chúng ta phải vượt qua từ phàm tánh của mình, mình tu tập luyện để cho khi nào mà nó vượt qua để mà trở thành một bậc thánh thì thật sự không phải chuyện đơn giản.
và ngồi liêm diêm được đó, rất là khó, thành ra mình phải học rất là cẩn thận, kỹ tỉ mỉ trong vấn đề này. Ông khéo là chúng ta quán ra quán mà chỉ ra cái gì ba rọi là chết cha luôn. Cho nên phải cẩn thận trong vấn đề này. Quán gà ra quán cà phê ngồi sát cứu thôi. Cho nên phải để phải tu tập cái thiền quán này và đọc cực kỹ, phải gặp minh sư hỏi, tại vì nó chi tiết lắm, lắc léo nó chút xíu là nó thay đổi chút xíu thôi rồi, rất là khó, phải có trí tuệ lắm cái thiền quán này, rất là quan trọng. Rồi có hai loại thiền ha, thiền chỉ và thiền quán là mình biết ra, thì dù có chạy đâu không ra khỏi hai loại này. Thì mình tập để mình tu tập để đặt định, những cái tôn phái khác là tu thiền nó đặt được định, nó về với những gọi phạm thiên sắc giới sắc giới gì đó, hoặc là tu theo a-la lấy gì đó, hoặc là tu theo những cái tông phái luyện luyện này luyện kia, thì cao lắm là vô trong thiền chỉ là hết ga thôi, chứ không thể nào mà hơn được nữa. Còn thiền quán này chỉ đặc biệt chỉ có Phật giáo, chỉ có Đức Phật tìm ra và ngài đã dạy lại cho chúng ta, và rất khó mà hiểu, rất khó mà nắm bắt được cái thiền quán này, bởi vì pháp của trí tuệ mà, pháp của một bậc đại thánh để lại rất khó. Bao nhiêu ngàn năm xưa những thiền sư này thiền sư kia, người ta tu tập cuối cùng người ta cũng phải đầu hàng, tìm không ra, chỉ đắc tối đa là tới vô sắc giới, là phi tưởng phi tưởng là tột cùng của thiền chỉ, tới đó là cứu dân đó mà cũng đầu hàng luôn, cũng không tìm ra được cái phương cách để mà thành tựu thánh quả. Nếu mà không có Đức Phật ra đời thì chắc cái Vipassana này cũng tịch luôn, không ai biết hết. Mà bây giờ thì có sẵn, nó có đầy đủ rồi, nhưng mà không biết là đúng hay không, cái chuyện đó lại là vấn đề mình nan giải nữa, rất là nguy nan ha. Chúng ta tập thiền không đúng không khéo thì rất là nguy hại. Rồi bây giờ tới phần cá tính liên hệ đến thiền, mình làm tới phần cá tính liên hệ đến thiền. Cá tính liên hệ đến tị hiền. Cá tính thì có 6. Cá tính có 6: tham, sân, si, tính, giác, tầm. Là 6 cá tính: tham, sân, si, tính, giác, tầm. Rồi, xuống dòng ha. 1. Tính đi với tham. Cá tính nó liên hệ nhau, tính thì nó đi với tham. Bởi sợ tính cho mấy chứ bỏ chữ hát ra, tính bỏ chữ hát đi. Niềm tin, tính. Tín, đọc theo đúng nhau là tín, tín. Tính đi với tham. Tức là những người mà có đức tin á, thì cũng gần gần với lại những người có cái nặng về tánh tham. Bởi vì những người đức tin thì người ta cũng có cái sự ham muốn để mà được sanh về cõi này cõi kia, họ tin tưởng vào những cái điều để mà được những cái sự thỏa mãn về cái sự mong muốn của mình, thì cầu sinh này kia nọ cũng kiến ai nói cũng tin hơn ha. Thì những người nặng về đức tin nhiều thì nó gần cái tánh tham. Thì cho nên là cái sự liên hệ gần gũi nhau, nhất là những nói hơi đồng chạm với người nữ thì cái tính này nó mạnh. Người nữ tính mạnh lắm, thấy vô rung phải toàn nữ, chín chồng chín mấy phần trăm nữ không à. Nam thằng thấy ai thôi, đi chùa vậy nữ không à. Thì người nữ nặng nghề đức tin nhiều. Thì đó là như vậy. Về khía cạnh bất thiện, mình tính đi với tham ha. Chúng dòng là dòng về khía cạnh bất thiện. Hai chấm: tham nặng về tình cảm. Về khía cạnh hai chấm: tham nặng về tình cảm. Rồi
gặp về khía cạnh thiện, đức tin cũng nặng về tình cảm. Khía cạnh thiện đức tin nặng về tình cảm. Rồi xuống dòng là dòng tham, thì tâm cầu khoái lạc giác quan. Tham thì tâm cầu khoái lạc giác quan. À, dòng gạch nha nè. Đức tin thì tâm cầu công đức. À, như là bố thí, làm việc phước thiện, à, giữ giới được sanh về cõi trời hưởng phước lạc nhân thiên ha. À, thì là đức tin thì tâm cầu công đức. Dòng gạch là dòng tham, không từ bỏ cái gì có hại. Tham không từ bỏ cái gì có hại. Tức là tham là, là bất chấp mà không từ bỏ bất cứ gì không. Rồi xuống dòng gạch dòng đức tin thì không từ bỏ cái gì có lợi. À, nó ngược lại không? Có những cái mình ha. Rồi ok, xuống dòng nãy là một tính đi với tham không. Rồi xuống dòng hai là tính giác đi với sân. Giác đi với sân. À, giác là gì quý vị biết không quý vị? Giác là trí tuệ đó, là tánh có về tuệ đó. Thì người có tánh giác đó, thì nó đi với sân, bởi vì người có trí tuệ đó, cũng có những đặc tính gần giống người có tánh sân. Người mà nặng trí tuệ nhiều người ta cũng nóng, tánh cũng hay dễ nóng, dễ bất bình lắm. À, ai nói bậy nói sai là họ bực bội. À, à, thì đánh giác đi với sân. Rồi về khía cạnh bất thiện, gạch dòng cái này về khía cạnh bất thiện hai chấm. Sân thì không tình cảm, không bám víu đối tượng của nó. Thì sân không tình cảm, không bám víu đối tượng của nó. Ghi rõ không? Không tình cảm, không bám víu đối tượng của nó. À, về cái cảnh bất thiện thì làm sân mà không có tình cảm, không có bám víu đối tượng của nó, nó hủy diệt đối tượng, nó phá hủy đối tượng của nó. À, là về cái cảnh bất thiện. Rồi về khía cạnh thiện, về khía cạnh thiện trí tuệ cũng không tình cảm và cũng không bám víu. À, trí tuệ nó cũng không có tình cảm, cũng không có bám víu đối tượng. Rồi, chúng dòng gặp tiếp ha. Sân tánh thì chỉ tìm cho ra những lỗi không thật có. Sân tánh thì chỉ tìm cho ra những lỗi không thật có. À, là người mà này có cái tánh sân thì dạch lỗi người khác, kiếm chuyện này chuyện kia khác, mặc dù không chuyện cái lỗi nó không có mà cũng dạch cho ra. À, là sân tánh chỉ tìm cho ra những lỗi không thật có. Chúng dòng gặp là dòng. Trong khi trí tuệ chỉ tìm những lỗi có thật. Trí tuệ thì chỉ tìm những lỗi có thật. Rồi, tiếng dòng gạch tiếp. Sân sinh khởi trong cách buộc tội chúng sinh. Tánh sân sinh khởi trong cách buộc tội chúng sinh. Dòng trong khi trí tuệ sân khởi bằng cách buộc tội các hành. À, sân thì là buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ là buộc tội hành, là những cái pháp của vị phát sanh như thế là nó buộc tội các hành. Rồi đây nãy là hai phải không? Đây số ba, tâm đi với si, tầm đi với si, tánh tầm đi với tánh si. À, đặc
tính của tầm mà nó gần với đặc tính của si á, thì nó có như vậy. Gặp được dòng cái si không được an do bối rối, si được an do bối rối, tức là người có tánh si thì tầm yếu hay phóng dật hay mông lung ha. Si không được an do bối rối. Rồi xin dòng tâm không được an là do suy nghĩ nhiều, tức là người có tánh tầm là người suy nghĩ, hay suy nghĩ tầm lung nghĩ này thì tâm không an do suy nghĩ nhiều. Rồi si bị lay chuyển do nông cạn, si bị lay chuyển do nông cạn. Si mà si mê mà dễ bị lai chuyển, ai nói dưỡng tin ha, nói tâm nông cạn. Si bị lai chuyển do nông cạn, tâm bị lai chuyển do si đoán, tâm bị lai chuyển do si đoán. Si đoán tùm lum, lúc đoán vậy là vậy, lúc khác thì nó là khác, si đoán nó bị lai chuyển, cho nên cái tâm với cái tánh si nó gần nha. Rồi đó là sáu cái tánh nó có những cái liên hệ với nhau vậy không? Cái gì nắm được không ạ? Rồi nắm được ha, cái này cũng dễ đâu, nhớ về đọc lại mình học xong mình về mình coi mình chiêm nghiệm ha. Rồi tới học bây giờ tới cái phần coi bói nha. Cái chi tiết này rất là tuyệt vời, toàn là những bậc thánh mà nói không. Ba thì ba liên hệ với ba, ba này liên hệ ba kia. Làm sao đúng không? Bây giờ mình vô tới phần đoán tánh nè, đoán tánh nè, cầu bói nè. Bây giờ mình vô cầu bói nè. Cái này thì nó không bảo đảm chính xác nha, tức là ngay cả những người những bậc để biết cái này thì người cũng phải là một sự đoán hay cái khuynh hướng vậy thôi. Thì đoán tánh rồi xuống dòng là đoán tướng đi. Đoán tướng đi nha. Không tương đi, tỉnh tham, hai chấm. Tỉnh tham, người có tỉnh tham á, hai chấm là khi đi thì tự nhiên, có bước đi cẩn thận, đặt chân xuống từ từ, khoan thai, nhấc chân lên cũng khoan thai từ từ, người có tỉnh tham. Thì mình thấy người nào có tánh tham mình biết là người đó đi tự nhiên, bước đi cẩn thận, đặt chân từ từ khoan thai, nhấc chân lên cũng khoan thai ha. Thì cái đó là người có tánh tham, chứ không phải có chánh niệm đâu nha. Người có tánh tham điệu đà thôi, giống như mà điệu đà đi từ 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 ha, cẩn thận, có làm gì từ từ, điệu điệu ha. Mấy có cô này, mấy cô này chắc cũng có bị tánh tham. Rồi tánh sân, tánh sân bước đi như thể đào đất, tánh sân là bước đi như thể đào đất bằng những cái đầu ngón chân, bước đi như thể đào đất bằng những đầu ngón chân, đặt chân xuống rất nhanh mà dở lên cũng rất là nhanh. Nóng nảy mà người có tánh sân nóng nảy thì bước đi cái chân giống như là đào mới đất, bám với đi rất nhanh, đặt chân xuống nhanh, dở lên cũng rất nhanh. Rồi đó là người tánh sân ha. Rồi tánh si đi với dáng bối rối, để chân xuống một cách do dự, nhấc chân lên cũng do dự, bước chân nhấn xuống đột ngột. Bánh si là si mê đi bối rối, không có quyết đoán, đặt chân xuống một cách do dự, nhấc chân lên cũng do dự, bước chân nhấc xuống đột ngột, thì được gọi là bánh si. Người đi đoán về tính đi đó, sân si thì cũng có liên hệ tính giác tầm cũng gần giống vậy ha. Rồi, con dòng này nè.
Do vậy nhiều người đi vậy đó, nó tắm này vậy đó. Nhát 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 cái chân người nặng về si chưa đó, là nãy giờ mình đoán về cái tướng đi, bây giờ mình đoán về dáng đi à, nãy giờ tướng bây giờ tới cái dáng, dáng vẻ đi, dáng đi dáng đi à, lại đi bây giờ đoán cái dáng, dáng là người tham thì có vẻ chắc chắn nhịp nhàng à, đi nhịp nhàng chắc chắn điệu đà mà đi từ từ điệu điệu đi chắc chắn đâu gì đó đàng hoàng ha. Sợ người ta cười chê mình đẹp gái vậy mình đi lụp chụp người ta cười ha. Người tham đi chắc chắn nhịp nhàng, người sân thì cứng cỏi à, người sân thì đi ào ào cọc cằn ha. Người si thì rối ren à, người si thì rối ren. Rồi không? Ok. Rồi bây giờ mình đi ha, là tới dán đi, mà bây giờ đón cái ngủ nè, trước khi ngủ. Trước khi ngủ. Đón tướng trước khi ngủ. Ngủ. Người tham thì trải giường một cách thong dong, không vội vàng. Người tham thì trải giường một cách thong dong, không vội vàng. Phải từ từ đặt lưng xuống, phải sắp đặt tay chân cho ngay và ngủ một cách an ổn. Rồi, đọc chậm hả? Người ta đã về một cách thong dong, không vội vàng, từ từ đặt lưng xuống, sắp đặt chân ra cho ngay và ngủ một cách an ổn. Khi thức dậy, thay vì đứng dậy ngay, khi thức dậy, thay vì đứng dậy ngay, người này phản ứng từ từ, à, điệu đà mà không? Chắc này chắc Nguyên Như, Nguyên Đan là chắc có mà. Rồi chắc luôn. Rồi lấy người sân, người sân thì trải giường vội vàng, thế nào cũng được, thế nào cũng xong. Gạch cái vòng đi, mình gạch cho nó dễ dễ thấy không, trải giường vội vàng thế nào cũng xong, gạch cái vòng cái nữa. Gieo mình xuống ngủ với một gương mặt nhăn nhó, gieo mình xuống ngủ với mọi người gương mặt nhăn nhó. Rồi gặp được giọng nữa, khi thức dậy đứng lên một cách mau lẹ à, sân à, khi thức dậy đứng lên một cách mau lẹ. Rồi gặp đầu dòng nữa, khi mà có ai hỏi trả lời như như là rất là bực mình à, trả lời người ta như thể rất là bực mình à, sân hỏi trả lời cọc lóc phải không à, người đánh sân. Rồi người si gặp đầu dòng cái trải giường lệch lạc, si mê trải giường cũng không xong ha, trải giường đầu vô đầu không vô, xéo xẹo xéo sọ ha, trải giường lệch lạc. Rồi xuống dần rồi dòng phần nhiều ngủ úp mặt à, phần nhiều ngủ úp mặt, thân thể bò dài ra, phần nhiều ngủ úp mặt,
thân thể bò dài ra là người si. Là người si trải dương lệch lẹ ngủ úp mặt như gói không, thân thể buông dài ra nằm dài này. Là người si. Rồi giờ mình đoán 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 qua hành động ha, con tánh qua hành động. Rồi đó thì đó tới đây ngưng, con tánh qua hành động rồi chạy viết đi. Vì tôi thấy cái này nó cũng đúng nhiều lắm nha, đúng cũng rất là nhiều người bị vô cái này đó. Chúng ta thấy đấy, si người ta một sân này có những cái liên hệ về cái tánh tình đó nha. Đúng rồi. Tại vì ta nói muốn biết tánh người nào đó mình đừng có quyết đoán liền, mình để ý lúc mình viết là lúc ngủ á, sắp ngủ rồi để biết ấp mặt gói đó, nhiều người ngủ vậy đó, ấp mặt gói để lỗ mũi qua bên thở. Cũng có thấy rồi, nhưng mà chúng tôi thấy người nào ấp mặt gói được chưa, rồi đóng tính qua động được chưa, tiếp tục được chưa? Đó có nhỏ, có nhiều người nhỏ vậy. Đúng rồi, úp mặt này nè. Nguyên Trang lớn còn úp mặt, đừng nói chuyện nhỏ. Phải Nguyên Trang lớn còn úp mặt. Bị chồng la giận rồi làm ngủ úp mặt đất, úp mặt xuống gối khóc. Rồi, bây giờ thấy đoán tính là hành động nha, đoán tính là làm người tham. Rồi, người tham thì làm việc một cách khéo léo, từ tốn, đều đặn, cẩn thận. Người tham làm việc cũng khéo léo, người khéo tay, khéo léo, từ tốn, đều đặn, cẩn thận, đó là người tham. Rồi. Người sân thì làm việc một cách căng thẳng, cứng cỏi, không. Rồi, người si thì làm việc vụng về, như thể đang bối rối, không đều và không có quyết định. Người si làm việc vụng về, như thể đang bối rối, không đều và không quyết định. Người si. Rồi, xuống dòng người tham. Mặc áo y không quá chật, không quá lỏng, cẩn thận ngay ngắn, là người tham. Mặc không chật quá, không lỏng quá, cẩn thận, mặc điệu đà cẩn thận ha, ngay ngắn đâu đó là ha, người tham. Người sân thì mặc chật, thích mặc chật, mặc quá chật, mặc không có sửa xung quanh thân mình lại, người sân. Thì quá hết á, đây là nó nói lát là mình lọt để cho nhân chạy đó ha. Rồi người si thì mặc thật lỏng và một cách mặc một cách hoang mang, mặc lù xù mặc lệnh sệt, không có lo, lỏng lẻo là lệch sệt, hoang mang, không có đàng hoàng ha, bê bối là người si. Rồi đó là mình đoán qua cách đó. Rồi giờ ta nãy giờ đi đứng rồi
ngủ làm việc rồi giờ qua cách ăn giờ mình coi qua cách ăn cái này quan trọng nha. Qua cách ăn rồi ăn ha, ăn thì người tham á thích ăn thực phẩm ngọt béo bổ. Rồi, người ta hai chấm xuống dòng gặp gái thích ăn thực phẩm ngọt béo bổ. Dòng khi ăn ăn từng miếng không quá lớn ăn miếng nào ra miếng đó không có quá lớn hay không. Rồi xuống dòng ăn không vội vàng ăn thưởng thức vị ngon dòng khoái ăn ngon người ta mà là khoái ăn ngon ăn dở là không dám chơi ha, khoái ngon lúc nào cũng khoái ngon đi đâu ăn chỗ nào ngon mới ăn dở là nghỉ không chơi thấy không. Người tham rồi người sân dòng gặp đầu dòng thích ăn đồ dai và chua nó lạ cho nó người người sân người thích ăn đồ dai và chua. Rồi xuống dòng khi ăn làm thành từng miếng lớn đầy cả miệng khi ăn làm thành từng miếng lớn đầy cả miệng ăn đầy miệng luôn nhét đầy miệng ăn ngốn giống ăn ngốn ha giống ăn ngốn. Rồi xuống dần ăn một cách hấp tấp không thưởng thức mùi món ăn là người sân tỉnh hấp tấp ha. Ăn hấp tấp ăn nhanh ăn ngốn ăn lẹ mà ở đây có hay cái gì có người ăn ồ như này đầy miệng đầy mồm nhai nuốt mà không có thưởng thức. Rồi xuống dần nó buồn rầu khi ăn nhầm cái gì không ngon tức là ăn nhầm cái gì dở là cái mặt bí xị ra không. Mày chắc Nguyên Trang nó có như mới có hay là phố biển Quy Nhơn chắc cũng có ăn không ngon là cái mặt chầm dầm nhân đóng ha mà buồn rầu khi ăn nhầm cái gì không ngon. Rồi tới người si. Người si ăn không chọn lựa nhất định tức là không cần biết ngon không ngon vậy nè, ăn không có chọn lựa nhất định khi ăn làm thức ăn thành từng miếng nhỏ ăn nhỏ nhỏ chút 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 vậy đó ăn như mèo ăn nha. Rồi hay làm rớt đồ ăn vụn trên đĩa làm lắm mặt ăn hay rớt lên rớt vụn ra dính miệng dính mặt ăn dính này chắc Nguyên Tư Dư đang cười đó chắc bị ăn nhìn cười dính mặt dính mãi trên này kìa coi lại coi lấy đồ lao xấu hổ cái này mà đi nhà hàng ăn ra ngoài ăn mà để cho nó lắm lem lem mặt rồi thôi hay làm rớt đồ ăn vụn trên dĩa làm lắm mặt lắm lem mặt á ăn dính mặt á rồi xin vào cảnh cái nữa tâm trí phiêu lưu nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác khi ăn tâm trí phiêu lưu nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác khi ăn người si là khi ăn ăn không có ăn ngồi đó ăn miệng thì nhai mà đầu óc suy nghĩ chuyện này chuyện khác đó là qua cách ăn
không biết coi quý vị có bị nữa không, khi mình ăn hay là ăn thì không ăn thì không lo ăn, lo ngồi vừa ăn mà suy tư, cái tâm suy nghĩ phóng dật chạy tùm lum tà la, nghĩ hết tới chuyện này chuyện khác ha. Chánh niệm nói gì, chánh niệm là xa lắm, chánh niệm là còn xa vời lắm, đâu có dễ gì ha. À, ăn ngồi nó nhớ chuyện gì đâu, vừa mơ màng. Mơ tới những anh chàng nào đó, mơ tới nhà lầu xe hơi. Rồi xong ha, rồi qua cách nhìn, giờ mình coi tướng, coi coi đã thì mình coi qua cách nhìn, qua cách nhìn. Lý Hoa đang mơ mơ màng về có chiếc xe đẹp hả? Có xe, có chiếc Mercedes nè. Qua cách nhìn. À, người tham gặp được ông gái. Người tham, nặng về tham đó, người nặng về tham. Đây là ngưng luôn, ngưng ngang luôn. Mấy anh chàng đẹp trai là ngưng ngang ngồi ngắm luôn. À, người tham nè, nhìn thấy một sắc gì dù hơi thích ý cũng ngắm thật lâu như thể ngạc nhiên. À, người nặng người tham thì thấy một cái gì đẹp hơi mà hơi thích thích ra, à, ngắm thật lâu như thể ngạc nhiên. À, người tham. Rồi xuống dòng gặp dòng gặp, nắm lấy những đức tính vụn vặt mà không kể những khuyết điểm, nắm lấy những đức tính vụn vặt mà không kể những điểm. À, đó là người nặng người tham này, thì lấy những cái đức tính, thấy những cái, lấy những cái gì mà linh tinh mà đẹp mà tốt, những cái linh tinh của người khác ha, à, hoặc là những cái đồ vật gì khác ha, không thèm để ý tới những khuyết điểm, bỏ qua. À, như anh nói là đẹp trai, à, mắt đẹp, à, nắm lấy cái đó, mắt đẹp, tóc đẹp, à, mũi cao, à, nhưng mà quên cái là cái miệng có cái một ruồi vô duyên đó. Ruồi vô duyên nằm ngay cái miệng, à, mình mỏng thật dòm đó, dòm mấy kia. À, hoặc là anh là đẹp trai nhưng mà đầu trọc lấy thua rồi ha. Rồi gặp dòng cái khi từ giả, khi từ biệt, khi từ biệt từ giả đó. Nó đi một cách nuối tiếc như không muốn rời, khi từ giả nó đi một cách nuối tiếc như không muốn rời. À, người có tham tham, à, thì khi đi gặp gì đó thích nữa không, gặp ai đó khoái nữa không, kêu đi về cái là mặt chầm dầm rồi không, nuối tiếc nhưng không muốn rời. Đúng rồi thì đây bộ trong rung cười thích dữ, chắc đúng quá. Thấy ai đó khoái là thôi kêu lượng hồng về. Có đánh sân. Rồi tới người sân đây, người sân gặp tờ dòng. Trông thấy sắc khó ưa, trông thấy một sắc hơi khó ưa thôi chứ không khó ưa nha, chỉ cần hơi khó ưa thôi, trông thấy một sắc hơi khó ưa là tránh nhìn, trông thấy một sắc hơi khó ưa là tránh nhìn lâu, là thấy là nhìn mới nhìn cho khác liền, không phải nhìn lâu, là thấy là khó ưa là không thèm nhìn. Rồi tiếp dòng gặp đại dòng, soi mối các khuyết điểm nhỏ. À, người có tính sân hay vậy đó, hay soi mối khuyết điểm nhỏ. À, hay đi làm trốn nãy giờ nó vô tao coi bói nãy giờ hay quá trời không gì không, soi mối các khuyết điểm nhỏ, nghe chưa, soi mối các khuyết điểm nhỏ. À, mà người sân này hay soi mối mà thấy cái tốt của người ta không không nói mà cứ tìm những cái gì xấu là mà soi mối không? Rồi xuống dòng gặp lại dòng, bỏ qua những đức tính thật. À, bỏ qua những đức tính thật, à, những đức tính tốt của ta đó. Rồi
tôi dòng khi từ giả ra đi không nuối tiếc, như thể muốn đi cho khuất người chân nhỉ. Khi từ giả ra đi không nuối tiếc, khi đi đi không nuối tiếc, muốn đi khuất mặt ra ngoài, nhìn khó ưa quá, nhìn bà nó khó ưa quá, ông nó khó ưa quá, đi lẹ. Rồi rồi tới người si, người si hai chấm gạch đầu dòng. Người si nhìn bất cứ sắc nào thì thuộc ba phải. Ai chê nó chê, ai khen nó khen, thuộc về ba phải. Ba phải nghe ai chê nó chê theo, ai khen nó khen theo, ba phải nha. Rồi gặp đầu dòng. Trong tâm vẫn bình thản, không có vui khi thấy đẹp mà không có buồn khi thấy xấu, trong tâm vẫn bình thản. Sự bình thản của người vô trí, chứ không phải là bình thản của trí tuệ nha, bình thản của người vô trí. Người si nó vậy đó, lơ càng càng ha. Rồi bây giờ mình tiếp đón tiếp, đón tiếp còn mối này hấp dẫn, nói nhiều chứ nè, nói qua tâm trạng. Giờ mình đón qua vậy, học cho đọc cho kỹ này của bố bối này, thì mình đi ra đường mình đón người ta. Rồi đón qua tâm trạng. Người tham thường có những tâm trạng như lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, đa dục, mãn, làm đổm, khoe khoang. Người ta có những cái tâm trạng lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, đa dục, bất mãn, làm đổm, khoe khoang. Làm đổm nên lấy chắc làm đổm, làm gián, làm gián hay khoe khoang. Tham thì cũng hay lừa dối là hay lừa gạt để được cái gì đó, gian lận, đổm là làm gián đó, làm đổm, đổm làm gián, làm điệu. Rồi người sân thường có những tâm trạng giận dữ, thù hằn, giận dữ, thù hằn, phỉ báng, thống trị, ganh tị, biển lận. Là người làm xa sao nha, giận dữ, thù hằn, phỉ báng này khác, thống trị là muốn cai trị, muốn trị vì mọi người, nắm đầu người ta. Cái lòng cũng hay ganh tị, ganh tị những cái ai mà hơn mình tức tối, ai mà dưới cơ mình thì được, nhưng mà lên trên mình chứ bực bội. Biển lận là như là gian ha, biển lận là gian, mấy người mà hay biển lận gian rồi kia là giấu giếm rồi tiền bạc, biển lận đó. Quét biển lận, tiền bạc rồi biển lận,
có triệu, có chục triệu, khai khai có 2 triệu thôi, còn còn 8 triệu làm dấu. Em gửi ngân hàng là biển thần. Rồi, người si thường có những tâm trạng như hai chấm. Đờ đẫn, lừ đừ, dao động, lo âu, bất định, bám víu dai, không chịu xả bỏ. Đờ đẫn, lừ đừ, dao động, lo âu, bất định, bám víu dai, không chịu xả bỏ. Đó là người si thì nghe có những tâm trạng vậy. Si đờ đẫn lừ đừ riết không, tánh này hay dao động, tánh si mà đâu có quyết định được gì, tánh hay dao động, lo âu cũng hay lo âu, rồi bất định, bám víu dai, sợ yếu đuối, sợ hay bám víu người này bám víu người khác, là không có chịu xả bỏ. Tưởng rằng là cái tốt cái đẹp cứ bám víu không có gì xả bỏ không. Rồi, người tính thường có những tâm trạng, người tính thường có những tâm trạng người tính đúng rồi, rộng rãi, mong muốn gặp những bậc thánh, mong nghe diệu pháp. Người tính thường có những tâm trạng, làm chậm lại nha, làm từ từ đi để có liên qua viết nè, từ từ viết lại. Rộng rãi, mong muốn gặp những bậc thánh, mong nghe diệu pháp, vui vẻ hồn nhiên, thành thực, tin tưởng những gì gợi niềm tin. À, mọi người có tánh tính đó. Rộng rãi, mong muốn gặp bậc thánh, mong nghe diệu pháp, vui vẻ hồn nhiên, thành thật, tin tưởng như là tin. Đó là những người có cái tánh tính. À, người mấy cô mà nặng về tính đó, thì cũng được, tốt, vui vẻ, cũng thích, mong muốn được nghe pháp này kia hồn nhiên. À, nhưng mà khi mà đụng tới này mà suy nghĩ nặng trí tuệ kia thôi dẹp, mệt, suy nghĩ mà mệt, dạ không 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 suy nghĩ nữa ha. Nghĩ lâu mệt quá, à, cần vô cái Nam Mô Di Đà Phật, nghe là được về gọi Tây Phương chắc cứu, học nhiều pháp lâu quá mệt quá. Cái gì nhất đầu thầy tới nghĩ mỗi tay chứ cũng sắp sắp mình gói hết, mình gói thôi. Người tính, người tánh giác, người có tánh giác, tính người tánh giác, tánh giác là tuệ đó, người tánh giác có những tâm trạng. Dễ nói với người khác, à, là thích nói gì dễ, nó ai mà muốn hiểu biết gì là người, những người có trí tuệ thì người ta thường hay nói, à, trình bày để cho thấy, à, là dễ nói với, có bạn tốt, à, người có trí thì người ta tìm bạn tốt sẽ chơi, cho ta cũng chơi những bạn xấu, có bạn tốt, biết vừa đủ trong ẩm thực. À, cái trí thì ăn uống biết vừa đủ, ví dụ như ăn 3 chén cơm là no, nhưng mà người có trí người ta không ăn 3 chén, ăn 2 chén thôi, ăn biết vừa đủ thôi, no đâm ra nó không cầm thì nguyên, nó ngu hơn. Hoặc là mấy cô muốn giữ eo á, muốn làm người mẫu, thì ăn đừng ăn thịt, ăn ăn cá cũng được, ăn rau cỏ trái cây kia, ăn rau củ quả,
uống sữa, uống nước nhiều vô. Ăn ít lại, ăn thì còn khoảng chừng 5-6 miếng nữa no thì đừng ăn nữa không? Ăn dừa dừa lưng lưng cái bụng gì đó. Thì như vậy thì nó mới giữ eo được, nó mới tạo dáng được, được không? Mới làm người mẫu được. Cái đó là ăn biết vừa đủ là ẩm thực. Ăn khô mắm, đã nói khô mắm nghe thèm ha. Tình Mỹ thì kiếm khô mắm khó. Chắc là mắm gì đó, mắm 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 gì? Mắm gì bên Việt Nam mình ngon lắm. Mắm dứa rồi mắm khô gì đó, bà đủ thứ mắm này. Mắm mà dưới miền Tây hay bán cái mắm này ngon lắm. Ăn nó bắt dữ lắm. Rồi tiếp mà có chánh niệm tỉnh giác, người trí thì có chánh niệm tỉnh giác, ưa sự thức tỉnh, có khía trời, có khía hết chê luôn. Có chánh niệm tỉnh giác, ưa sự thức tỉnh, có ý thức nghiêm chỉnh đối với những gì gợi lên, ý thức nghiêm trọng, có ý thức nghiêm chỉnh đối với những gì gợi lên ý thức nghiêm trọng, tức là có ý thức nghiêm chỉnh đối với những cái ý gì mà nó gợi lên cách nghiêm trọng, cách tốt, và cách những cái ý mà khởi lên. Còn người không có trí thì khởi lên ta cũng bỏ qua. Rồi, nỗ lực đúng hướng, cái nào đúng hướng trí này là tấn công ha, nỗ lực liền ha, thực hiện ngay. Mọi người có cảnh giác. Rồi tới người có tánh tầm, tầm là tánh tư duy, tánh suy tư, tư duy. Người tánh tầm thì có những cái tâm trạng như tầm ghi tánh tầm này cho nó rõ đúng chữ ha, tánh tư duy, tánh tầm. Có những tâm trạng như nói nhiều, dễ hòa mình, tánh tầm, tánh tầm như tâm trạng như nói nhiều, dễ hòa mình, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Câu này cũng này, nói nhiều dễ hòa mình, là xuống gặp tôi giọng ra, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Người tánh tầm là ban đêm mà phun khói, ban ngày chiếu sáng, tức là ban đêm thì suy nghĩ, ấp ủ kế hoạch, là lên kế hoạch gì ban đêm ha, thường ban đêm mà ngồi là suy nghĩ, rồi ban ngày là làm, là thực hành liền, và ban ngày hôm sau liền, là ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Rồi tâm thức chạy lăng xăng, tâm thức chạy lăng xăng khắp, chạy lăng xăng khắp chấm 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 chấm. Người có tánh tầm. Rồi một cái chót nữa là mình xong bằng câu bói nha. Sự vật tương ứng đối trị với cá tánh, sự vật tương ứng đối trị với cá tánh, sự vật tương ứng đối trị với cá tánh. Tánh tham, mọi thứ thô xấu là đối trị. Tánh tham, mọi thứ thô xấu là đối trị. Người mà tận tham á, thì không nên xài những cái đồ mà đẹp, những cái đồ mà tốt, những cái đồ mà quý, bởi vì nó càng làm tăng thêm cái tánh tham. Nên dùng những cái đồ đơn giản lại, những cái đồ thô sơ hơn, xấu hơn. Ví dụ như mấy
cô mà có bếp núc nhà đó, nồi niêu xoáo chén bạc gì ha, quần ha, nên sắm đồ đơn giản chút, đừng sắm đẹp quá là tâm dính mắc chữ nên đánh tham nhiều là sắm cho ăn muỗng dừa cái đồ đồ đất đồ đá mặc đồ rồi giải thô bớt đi cái tham rồi tánh sân thì đối trị lo gì là đẹp tốt mát mẻ đúng rồi không nên đeo đeo cẩm thạch được rồi ha không đeo tròn đeo cẩm thạch đeo Sophia đi Nam sân là đối thị là đẹp tốt mát mẻ người có đánh sân nha, thì cho những nhà trong nhà mình là phải có màu tranh ảnh đẹp mát mẻ màu sắc cũng mát mẻ đừng có màu màu đỏ mà những cái màu nóng thì nên tránh những cái màu nóng làm cho cái tánh sân mình nó tăng lên nữa để ý lại cái này nhà cửa chỗ ở quần áo vậy phải tươm tất sạch sẽ màu sắc dịu dàng mát mẻ vì cái tánh sân này như tánh sân mà mình để mặc cái đồ bị xấu bị này kia là nó sân lên hoặc là nhà mà có những cái màu nóng màu này kia thì tâm dễ sân lắm là phải để chút xíu đó rồi tánh si thông thoáng khoáng đạt không bưng bít tối tăm trị tánh si thì ở nơi nào phải thông thoáng khoáng đạt không bưng bít tối tăm như đã là si mê rồi mà còn bít bùng nữa, nữa thì thôi nó khùng lên luôn ha tánh si là phải vậy thông khoáng đạt không bưng bít tối tăm rồi tánh tính tính thì nơi tốt đẹp thờ phượng làm tăng trưởng niềm tin cái này là tương ứng tánh tính là tương ứng là mình và người có nặng tánh tính đó. Thì nên làm bàn thờ ở nhà cho nó đẹp để bông hoa này kia trang trí bàn thờ cho nó được trang nghiêm lên cao đàng hoàng ha để lên cao để cho nó thoáng sạch sẽ là tôn nghiêm đẹp đẽ làm cho nó tăng cái niềm tin lên sáng thức dậy ra thấy bàn thờ đẹp thì cũng niềm tin phát khởi đảnh lễ chư Phật này kia tâm tính rồi tánh giác tức là người về trí tuệ thì người trí tuệ này là sao cũng được đó trí tuệ này thì mọi thứ đều hợp đẹp cũng được xấu cũng được sao anh ta chủ trí trương về cái trí tuệ thì tánh giác mọi thứ đều hợp là tánh tầm tầm mọi người hay suy tư mông lung đó, thì người này phải cho vô ở nơi rừng rậm hang sâu nơi vắng vẻ hoặc là ở những xa thành phố tầm chứ ở nơi mà ồn ào lăng xăng thì suy tâm cái tâm nó tầm còn dữ nữa thành ra cho ở những nơi xa vắng nơi vắng vẻ ví dụ như cỡ Liên Hoa hay Châu Nguyễn gì đó thì cho về dưới miền Tây á xuống Bến Tre Bạc Liêu hay là xuống Cà Mau như ở cho nó yên ở Sài Gòn quậy quá không được ha Sài Gòn tâm nó lăng xăng ngồi đó cái suy nghĩ rồi lát cái đi ăn đi cái bún đi cà phê cà pháo chè đủ thứ đi ăn chè đi uống nước mía ngồi cái tâm cái suy nghĩ đủ thứ là nó cho về với Châu Đốc rồi Bạc Liêu Sóc Trăng gì đó ở dưới chắc cà đào luôn đó thì đó ngay luôn giờ đâu không có mạng như đó đâu đó giờ có đủ rồi giờ giữ luôn giờ chỗ nào cũng có đấy chỗ nào cũng mạng internet là đầy đủ không thiếu rồi hôm nay là vừa đúng giờ mình học ở đây ha mình học ngày cũng được nhiều cái lợi lạc cái vui vẻ ha để cho phấn khởi trong học mình rồi
về coi lại chiêm nghiệm những cái bài đã học nhiều quá à, đủ thứ. Hoặc là tới là chúng ta bắt đầu vô cái đề mục chính, họ vô học về 40 đề mục thiền à, về những chi phần linh tinh trong đó. À, hôm nay chúng ta đã học xong rồi, coi bói coi tánh mình sao mình biết là sửa sửa chữa là không à, tánh nào mà ham ăn mắm nhiều quá đó, thích ăn mắm thích ăn này kia nên sửa lại, ăn mắm nhiều lên tăng xong, còn mắm nào ngon là đóng gói lại gửi qua cho thầy gửi qua cho thầy kinh năng. Nam mô Bụt Đà Đa, hôm nay là hoàn mãn một buổi học rất là vui, rất là xa thú. Con chúc cho tất cả được an lành. Rồi mời quý vị lên có đôi lời ha. Rồi. Ừ. Nam mô Bụt Đà Đa, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh hôm nay đã giảng bài rất là hay. Bắt đầu ngày mai á, là quý vị sắm một mỗi người một cái kiếm đen, một cái cây gậy với lại mấy cái lon á, rồi cái chuẩn bị mò mò đi. Nếu mà người nào không muốn đi làm thì cứ việc đi làm thầy bói ha. Thế mà ai mà nói mình nói trật á, thì chỉ vô cái Phật giáo Nam truyền Theravada rồi kiếm thầy thầy kinh đó để mà hỏi sự đó là sư phụ dạy câu hỏi của mình nha quý vị. Sa thú lần hai. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tà sanh si quy hà ra qua si ni phụ bê kha rê vô thi kha rê tà hình tà thầm mà đà nê nắp phá quả tu phụ chi ta so thình ca đoàn tê tà quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na hoa ca cha tình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa mi ga ma cha i sa ra sắm pa na phu ta su khi ta pa văn su tê cha la bu cha dê đi cha an đa sắm pa hoa sẵn sê đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni gia ni căn thâm ma hòa răng và tình cha tê tạm bề đi đúng kha tất cả con tu sanh khả văn hạ tu chỉ răng sát tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga la sằng cô hô tu sa mắt vô qua ấn tha gia cha hi ta gia cha ẩm hề răng kha tu sanh thầm mô tâm bề đi thầm ma cha vi nô vua thân tâm ba bù này gia ma thầm ma đi dâm ba quê tỳ tê y đằng nô nha tỳ nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha tỳ nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha tỳ nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám đề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu nà cây cà lê do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nhầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Đà Đa, Nam mô Tham Mà Đà, Nam mô Sanh Kha Giác. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Trần Đạo để cô bỏ nhạc trước khi đóng rung ạ. Sa thú lần hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.